chúng ta nhận định index cuối tuần một chút tuần này thì có thể gọi là tuần giằng co mọi người thấy là cái nến đầu tuần giảm mạnh hôm thứ hai thì nó được cố gắng nỗ lực hồi phục trong bốn phiên còn lại nhưng mà tín hiệu của nó cũng không quá mạnh cái nến hôm thứ hai mình có nói rồi đây là một cái harami Tạo những người mà hô đảo chiều hôm thứ hai thì phải xem lại cái tín hiệu này đi harami là mẫu hình đến nhật nó gọi là mẫu hình mẹ bồng con ấy nó là tín hiệu trứng lại của xu hướng ví dụ trong giai đoạn này là trứng lại đà giảm này nó không phải tín hiệu đảo chiều nó chỉ biến thành tín hiệu đảo chiều nếu cái harami nó kết hợp thêm một cái nến xác nhận mạnh thôi nó giống như cái đợt tháng 10 năm 2023 ấy, để mọi người có thể thấy chúng ta cũng có một cái harami trước lại đà giảm và có một cái nến xác nhận xuống mạnh sau khi mà nó hình thành harami thì nó mới là tín hiệu đảo chiều mặc dù tín hiệu đảo chiều thì vẫn yếu vì nó không có sự xác nhận của khối lượng thế nhưng mà ít nhất thì nó hoàn thành cái mẫu hình nến còn nếu mà bạn không biết được cái tín hiệu này thì bạn đừng có hô đáy bậy đầu tuần mình thấy rất nhiều người hô đáy bậy nhưng mà nó chả tạo ra bất kỳ một cái cơ hội gì cả trong tuần rồi mọi người thấy đa phần các cổ phiếu nó tạo đáy xong nhưng mà nó không tăng quá mạnh chỉ có một vài con có tín hiệu đảo chiều mạnh hơn cái harami thôi ví dụ như là con biết ai hả mình live stream mình có nói con biết ai là một con mà nó tạo đáy mạnh hơn cái hami của index tại vì cái tín hiệu đấy nó ôm hoàn toàn cái nến đằng trước đấy và cái thanh khoản của nó có sự tăng tiến sau đó thì nó xác nhận mô hình hay đấy bằng cách là giá nó vượt qua cái đỉnh trung tâm và thanh khoản nó bắt đầu tăng dần thì những cái cổ phiếu này nó mới đủ setup để chúng ta mua này chúng ta đặt những cái setup mua nó hợp lý một chút ví dụ cái lệnh mua này của mình đã vào bsi ở quanh cái vùng 43.5 43.8 và chúng ta mua khi mà xác nhận hay đấy thanh khoản bắt đầu gia tăng vào chúng ta mua trước khi nó vượt m20 nhé Và cái target của chúng ta thì nhắm đến cái đỉnh trên của cái nhịp chỉnh trước đó. Đồng và stop loss thì chúng ta tôn trọng cái tỷ lệ target. Ví dụ target bạn lấy ở đây quanh cái vùng 48.5 49.5 chẳng hạn thì nó đạt quanh cái vùng khoảng độ 13 14%. Thì với mình 13 14% là nhiều trong một cái xuống giảm. Nhưng mà cái giai đoạn này thì thực sự mình cũng không đi nhiều tiền đâu, cái lệnh này mua bé tí. Đấy và mình sẽ đặt một cái stop loss nó rơi vào tầm khoảng độ 1/2 hoặc 1/3 của cái target đấy. Đấy và chúng ta giữ tầm quanh khoảng độ 5 cho đến 6% là hợp lý nhất giai đoạn này chỉ có mỗi cái cách này chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận của thị trường thôi có nghĩa là chúng ta phải dựa vào những cái kịch bản của giá những cái hỗ trợ kháng cự để chúng ta đưa ra các setup mua hợp lý và cái setup mua đấy cần phải được tôn trọng có nghĩa là nếu bạn có lợi nhuận thì bạn nên tìm cách chốt bớt lợi nhuận khi mà nó đào target nếu mà bạn mà bị lỗ bạn mua xong mà nó giảm ấy, thì bạn phải cắt lỗ khi mà nó chạm vào số lót còn nếu bạn không làm được cái điều đấy thì thị trường giai đoạn này không dành cho bạn khẳng định luôn tất cả những người hô mua lên bừa bãi giai đoạn này không có lợi nhuận mà lại tự đưa mình vào vị thế rủi ro bạn nhìn index bạn sẽ thấy index ở giai đoạn này nó chỉ là trứng lại đà giảm thôi nó chưa hề có một cái cây đảo chiều nào đủ mạnh nó chưa hề có một cái dòng tiền nào bắt đáy và đủ mạnh trong tuần này có rất nhiều nhóm cổ phiếu cố gắng tăng ví dụ như là vinhome tin đấy nếu mà ra trong một giai đoạn thị trường bình thường thì kể cả nhóm cổ phiếu vinhome có phá đáy chẳng nữa mình nghĩ tối thiểu nó phải được hai kỳ trần thế nhưng mà không vinhome tăng được đúng một cây hoặc là nhóm diệt may nhóm diệt may cái tin của băng thực ra là một tin rất là hỗ trợ cho tầm nhìn của nhóm diệt may từ giờ đến cuối năm đấy thế nhưng mà nó tăng được đúng một cây mà nó còn tăng chậm nữa tin đấy ra từ đầu tuần rồi đến tận thứ năm nó mới tăng thứ sáu nó không tăng nữa đầu tư công cũng vậy đầu tư công hiện tại rất nhiều cổ phiếu đang ở cái vùng gọi là đáy là lịch sử rồi thế mà nó cũng chỉ tăng trần là đúng một cây thì mọi người có thể thấy là dòng tiền có cố gắng tham gia vào có nhiều người cố gắng tìm luận điểm đầu tư nhưng mà không mua được mua phải có lãi người ta mới mua gia tăng chứ Đó nhảy vào cây đầu tiên không có lãi rồi cây số 2 bạn có mua nữa không thế nên là mọi người đừng cố gắng hô đáy ở đoạn này đây nó sẽ có và chúng ta sẽ nhìn thấy khi nó được hình thành chứ còn bây giờ thì chưa có đáy nếu mà chúng ta nhìn cái nến tuần của index ấy, thì nến tuần của index là một cái nến rút chân nhiều người không có kinh nghiệm sẽ bảo đây là một tín hiệu đảo chiều mình khẳng định với các bạn đây không phải là một tín hiệu đảo chiều hãy nhất nó chưa phải là một tín hiệu đảo chiều đến tuần chúng ta có 3 tuần liên tiếp là đóng cửa thấp dần rồi cộng vào với việc 3 tuần liên tiếp ra đóng cửa thấp dần nằm đến dưới 10, 20 nó là xuống giảm Còn cái việc rút chân hay là không rút chân chúng ta phải nhìn vào thị trường ấy xem là liệu có cái cơ hội nào lớn ở trên thị trường nào không liệu là có cái nhóm ngành nó mạnh ở trên thị trường không hiện tại thì chúng ta không thấy cái nến tuần rút chân này nó sẽ tạo thành tín hiệu đảo chiều nếu tuần sau có một cái nến xác nhận nó cần phải đóng cửa trên mức giá đóng cửa tuần này có nghĩa là đóng cửa trên mức 1223 còn nếu mà nó không đóng cửa trên mức giá đóng cửa tuần này nó vẫn thấp hơn so với cả mức giá đóng cửa tuần này chúng ta có 4 tuần liên tiếp giá đóng cửa thấp dần đấy không bao giờ là một tín hiệu đảo chiều cả Nên tuần có một cái thú vị là nó đang rút chân ở đúng cái đường cản chéo của xuống trung hạn đây là một cái đáy chúng ta nối từ tháng 11 năm 2022 tháng 10 năm 2023 và thời điểm hiện tại nếu mà nhìn kết cấu lớn của thị trường thì nó vẫn duy trì được cái trạng thái đỉnh sau cao để trước đáy sau cao đáy trước chúng ta nhìn những cái đỉnh lớn đáy lớn nhé những cái lật vặt thì chúng ta bỏ qua nó vẫn duy trì được cái xuống đấy và chúng ta vẫn kỳ vọng nếu mà thị trường nó đảo chiều đây nó vẫn duy trì được cái xuống tăng trong trung hạn mục tiêu cuối năm của chúng ta nhắm tầm khoảng độ 1.300 1.350 vẫn có thể đạt được nếu thị trường nó trứng lại đây và nó bắt đầu hồi phục dần trong nửa cuối tháng 8 nhưng mà đấy là nếu tuần sau mà nó không xuất hiện cái nến xác nhận như mình nói thì nó không có cái tín hiệu đấy và chúng ta cũng sẽ không thể nào mà đưa cái kỳ vọng đấy vào cái việc mua bán chúng ta được nó không hợp lý nếu mà tuần sau trong kịch bản xấu của thị trường thị trường thủng xuống dưới cái đường chéo này, này thì mình nghĩ lúc ấy áp lực bán nó còn mạnh hơn cơ và thời điểm đó hoàn toàn chúng ta có thể đối mặt với cả một nhịp giảm 100 150 điểm là chuyện bình thường. nên mọi người hãy cẩn trọng, do bọn này mà hô mua full mực din ấy và những người không biết gì về đầu tư